Rồi em chào quý bà con quay trở lại với vườn cây giống ăn trái thầy đỉnh nha. Thì giới thiệu với bà con đây cái vườn ở cầu Na Thái, gần 400 gốc của trại giống nhà em. Đây là những cái cây na mẫu, cây bố mẹ nha quý bà con. Thì cây na này đang xử lý để trái Tết luôn nha quý bà con, ngay Tết luôn. Thì cái cây này đã được cắt gần 20 ngày, như là 20 ngày với bà con. Thì hổm dài thì trời cũng mưa rất là nhiều, nó cũng bị hơi bầm dập sau những cái cơn mưa. Nhưng mà quý bà con đây em quay với bà con xem cây mãng cầu Na Thái của bên em. Tuy là trời mưa rất là bầm dập luôn, nhưng mà cái cây nó cũng còn thôi được nha quý bà con, cũng khá là nhiều bông nha, khá là nhiều bông. Cây của em thì được hơn 2 năm tuổi nha quý bà con, hơn 2 năm tuổi. Hôm trời mưa quá mưa. Mưa dữ dằn. Mưa nhưng mà nó không có mưa ngày mưa đêm, ngày nó mưa chặn vậy đó. Cắt 20 ngày nha quý bà con, 20 ngày. Cái gốc nè, gầm chân của em bự hơn gầm chân của em, bự hơn luôn. Trời, cây này nó hơi si, mang bông quá bông. Cây này cần cặn nó ra bông dữ lắm. Thôi bà con, thì hôm nay quay cây vườn, quay cái cây cắt 20 ngày cho quý bà con, cũng như là chia sẻ cho quý bà con một cái điều mà rất là quan trọng trong cái việc xử lý để trái mãng cầu Na Thái, nhất là cái phần phòng trừ sâu bệnh nữa quý bà con. Nếu mà cái đọt non mà, tại vì khi mà em cắt, khi cắt mà là mình dọn vệ sinh xong là mình xịt Gigumin đó, Gigumin là cho nó rửa cây á, là sau đó là khoảng 18 đến 20 ngày mình mới xịt. Thì cái trong cái quá trình mình, cái vườn của mình mà nó không có giữ được, nó có nhện đỏ quý bà con, nó có nhện đỏ hoặc là bọ chỉ đó, mà mình không trị được tiệt gốc á, thì cái giai đoạn từ 10 đến 18 ngày ấy, có nhện đỏ là nó ăn rụng hết. Với bà con đây em nói nè, là sẽ có gặp
nhiều bà con sẽ gặp cái tình trạng như em nói, là tại vì em đã gặp rồi nên em mới biết là nếu mà có nhìn đỏ thì mình không thấy đâu, thì nó ăn mấy cái đọt non mà nó ra là nó ăn là rụng lá hết, đụng vô là rụng, đó là mấy nhện đỏ với cái con bò chỉ đó quý bà con. Nhện đỏ bò chỉ ghê lắm, vườn nào mà mình chỉ không được tiệt hai cái con đó thì rất là nguy hiểm, cái dàn lá non mà mình giữ không nổi là coi như thua nha quý bà con, dàn lá non mà giữ không nổi là coi như thua. Sở dĩ là tại sao mà cái giai đoạn từ khi cắt mà rửa cành xong á là mình tới 18 đến 20 ngày mình mới phun thuốc xử lý á, hoặc là mình rải phân xử lý, tại vì á cái lá non ra là mình không có thể nào tác động vô cái thuốc phân vậy chứ, nếu mình tác động vô thì nó sẽ bị hư cái lá non, nó chỉ có được là tự bảo vệ cái giai đoạn đó thôi. Nên cái giai đoạn từ ngày cắt tới 18 ngày á là không xịt gì chứ, nếu mà xịt thì nó sẽ ảnh hưởng, nhiều khi lá non hơi ra mà quý bà con cứ mình xịt vô nhiều khi nó cháy lá ha, sử dụng những cái loại thuốc mà nó không có chiên xài cho na thì nó có thể là bị cháy lá rồi là xong, như là rất là nguy hiểm luôn, cháy lá hoặc là mình nó rụng lá luôn á, lậm thuốc là rụng lá luôn đó quý bà con ha. Cây bên em thì có phun cái chai thuốc mà em chia sẻ với bà con á, là phun trước cái ngày mà phun cái đợt mà em rửa cành luôn á, em có pha cho phun luôn, mà thường là cái vườn em nó không có bỏ chỉ với con nhện đỏ, tại vì em xài cái thuốc đó gọi là nó trị tiệt gốc luôn, nó trị tiệt gốc luôn, tại vì mình xịt ngừa thôi đó quý bà con. Nhất là quý bà con nào mà mình trồng bên những cây kế những cây công gãy như thế này á thì bỏ chỉ và nhện đỏ không bao giờ mà tránh khỏi được, nó kéo qua là đùng đùng luôn á, các con cứ để ý. Mà những công na nào mà kế như cái đậu bắp hoặc là cải rồi đó là bỏ chị nhện đỏ kinh khủng luôn, mình mà không có thuốc đặc trị thì nó sẽ rất nguy hiểm nha quý bà con. Và hôm nay cũng chia sẻ với một vài cái điều kinh nghiệm trong cái việc chúng ta để cái măng cọc na thái trái ha, cái giai đoạn cái cây non lá non rất là quan trọng luôn đó quý bà con. Đây là cái vườn của nhà em, đây cái hàng trên là nguyên cái vườn mẫu đơn, nguyên cái bờ mẫu đơn cha em, hai em cha em đang làm, đang trồng cái vườn mẫu đơn. Thì bên em cũng có kinh doanh cái hoa mẫu đơn, cây giống cây lớn thì cũng có, và kinh doanh cây ăn trái. Thì quý bà con là có nhu cầu về cái cây ăn trái bên em ha thì liên hệ em trại giống Thầy Đỉnh, khu vực Tân Phước 1, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, số điện thoại là 0961084636. Thì quý bà con nào mà có muốn đầu tư về cái cây na thái thì có thể là lại vườn em tham quan, có nhiều anh em ở trên hội cũng hỏi có lại vườn được không, đây vườn nhà em mà mọi người cứ lại bình thường, địa chỉ là khu vực Tân Phước 1, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, số điện thoại là 0961084636, quý bà con cứ gọi em thoải mái. Thì em đi dạy thì dạy từ thứ hai đến thứ sáu, dạy sáng chiều, có rảnh là rảnh thứ bảy chủ nhật, nhiều khi em đi giao cây nữa, nhưng quý bà con cứ có lại thì gọi trước cho em tiếng, đừng em có thể sắp xếp thời gian em đón bà con nha. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều, chúc mọi người được vụ mùa bội thu nha.